Tèn tèn, trên tay tôi đây đang là Torino 21. Và nếu như các bạn đang chờ câu trả lời của mình, đó là chai nước hoa này có đáng mua hay không mùa hè năm 2024, thì mình sẽ vắn tắt lại đó là có. Còn lý do vì sao thì xin phép được bắt đầu video lại đây. Let's go. Trước tiên thì các bạn có thể biết rằng là nhà Sergioff là một nhà nước hoa đến từ Ý. Có lẽ là chúng ta đã quá quen với những sáng tạo của nhà Sergioff phổ biến trên thị trường ở Việt Nam. Ví dụ như là Manfisto, rồi Nasos, rồi những cái sáng tạo mà trong thời gian các bạn cũng hỏi khá nhiều với những mùa lạnh, đó chính là Alexandria 2, đúng không? Đến mùa hè thì đang rộ lên Torino 21. Vâng, và sau cái sự kiện tôi đi khai trương La Lute của cô em Trung Thành, thì bằng một cách thần kỳ nào đó tôi đã bách cả hai con 21 và 22 về chỉ để làm video review cho các bạn. Và đương nhiên thì góc nhìn của tôi nó sẽ khắt khe hơn, tại vì với những chai nước hoa mà bị hỏi quá nhiều, thường khi mà tôi thử tôi sẽ cực kỳ khắt khe với nó. Nhưng mà như phần đầu tôi có nói rằng có chai nước hoa này có đáng mua. Cái đầu tiên là mình muốn nói đó chính là Sergioff thì các bạn biết rồi, thiết kế thì rất là đẹp. Ngoài ra thì họ cũng có rất nhiều bộ sưu tập khác nhau. Mỗi một năm thì nó có thể nói là họ đẻ cũng không kém phần kiểu sôi nổi. Các bạn có thể thấy là trong năm vừa 2024 thì cũng có rất là nhiều những cái sáng tạo khi mà collab với những người khác nhau. Và nó cũng đang hot dần dần ở trên top. Torino thì là một cái bộ sưu tập dành riêng khi mà Sergioff là một nhà tài trợ cho giải quần vợt ATP. Và giải quần vợt này thì là một giải quần vợt được tổ chức hàng năm. Và đến bây giờ thì mình nhớ không nhầm là lần thứ 50 mấy rồi. Và từ năm 2021 thì giải quần vợt này sẽ tổ chức tại Turin ở Ý, hay gọi là Italia đó. Đó cũng là cái nơi quê hương của Sergioff. Và cái giải này nó cũng sẽ kéo dài đến năm 2025. Tức là bây giờ mỗi một năm thì các bạn cũng sẽ thấy là Torino nó sẽ ra một sáng tạo khác nhau. Đến thời điểm hiện tại thì đã có Torino 23 rồi. Ở đây thì mình có cả 22 và trên tay các bạn hỏi cũng là 21 luôn. Và Sergioff thì có tài trợ, là nhà tài trợ bạc cho cái giải này. Và người ta còn gọi cái bộ môn quần vợt là bộ môn dành cho những người da trắng. Đó, cái giải này thì đánh trong nhà. Toàn bộ những cái thông tin về cái giải ATP Final này thì các bạn có thể tìm ở trên những cái nền tảng khác nhau để có thể rõ thông tin hơn. Thậm chí rằng là hình như là tôi nhớ rằng Sergioff cũng có cả một cái video làm hoạt hình khi mà tất cả những cái chai nước hoa này nó được gọi là cách điệu đi để có thể tham gia đánh vợt. Khá là bắt mắt là và lạ, tôi sẽ bảo editor để cái video đó ở đây để cho các bạn có thể hiểu hơn. Và chúng ta cũng sẽ không có gì lạ lẫm nếu như mà có Torino 24 và có Torino 25. Và nếu như bạn nghe đến đây, bạn sẽ có một cái câu hỏi giống mình, đó chính là thế thì nước hoa nó liên quan đích gì đến quần vợt, mà tại sao ông này cũng có thể collab để đẻ ra một cái bộ sưu tập dành riêng cho cái giải quần vợt, dành riêng cho kiểu Turin và Torino, đúng không? Thực ra thì đấy cũng là một trong những cái định hướng sáng tạo. Với quan điểm của chủ thương hiệu Sergioff, đó là họ muốn mang đến thế giới, khoe với thế giới đó là những cái gì nó đẹp đẽ nhất, những sự giàu có của đất nước Ý. Cái này thì mình cũng đã nói ở trong cái video về chai Nasos rồi. Đó là người ta muốn mang tới tất cả những cái gì đẹp đẽ, giàu có để khoe với thế giới qua cái mùi hương của Sergioff. Thì thứ nhất đó chính là nói về nước hoa của Ý thì chúng ta phải nhắc về Sergioff, nhắc về Sergioff, nhắc về vùng biển Địa Trung Hải, đúng không? Cái thứ hai mà đó chính là Ý là nơi tổ chức từ năm 2021 đến 2025 về cái giải ATP này, nên là họ sẽ tranh thủ để collab, để giới thiệu một cái giải quần vợt cũng mang tầm đẳng cấp thế giới. Cái thứ ba mà mình muốn nói ở đây đó là cái cửa hàng Sergioff ở Turin ấy. Ý thì cái cửa hàng này nó còn có một cái mà có thể là gọi là khoe khéo của thương hiệu Sergioff, đó là một chiếc Vespa được mạ bằng vàng. Cái này thì tôi không rõ chính xác là có phải mạ bằng vàng không hay là đúc bằng vàng luôn. Nhưng mà ở trong cái cửa hàng của Sergioff ở thành phố Turin, Ý thì nó có một chiếc Vespa màu vàng để ở trong đó. Và bên cạnh đó thì trưng bày rất là nhiều những cái chai nước hoa thời kỳ đầu của Sergioff. Thì mình nghĩ rằng là chỉ đơn giản là họ muốn khoe với thế giới,
họ muốn thông qua sơ dốt để giới thiệu tới thế giới những cái gì đẹp đẽ nhất, cái gì mà con người Ý đáng tự hào nhất. Thì đây cũng là một cái văn hóa, một cái mà thể hiện cái sự tự hào về dân tộc của họ. Rất là respect thôi. Thương hiệu Việt Nam mà có thương hiệu nào làm được như vậy thì mình cũng rất là ủng hộ. Thì đó là một vài cái thông tin về bộ sưu tập sơ dốt này nhá. Đấy, để cho các bạn nắm được rõ hơn này. Nhớ đâu có đi bốc phét thì cũng có cái mà do ông Kiên kể, ông Kiên thu thập những cái thông tin, những cái tài liệu thì ông Kiên chia sẻ để cho các bạn có thể bốc phét được tốt hơn. Còn nếu như mà bạn không quan tâm lắm đến cái việc cảm hứng thì thôi, chúng ta có thể bỏ qua. Rồi, tiếp tới thì cái mà mình muốn nói ở đây đó chính là thiết kế của sơ dốt. Trước tiên thì các bạn sẽ, nếu như mà các bạn mua một cái chai full box ấy, thì chai nước hoa đó nó sẽ có một cái hộp giấy ở ngoài để bọc lấy cái phần hộp da này. Cái hộp giấy đấy thì nó còn ghi rõ hai bên luôn, đó là ATP Final và một bên đó là chữ của sơ dốt. Nhưng mà rất là đáng tiếc tại vì tôi là một người không giữ hộp, thế nên là mỗi cái hộp giấy đấy đều vứt đi luôn. Tôi chỉ giữ lại những cái hộp đẹp đẽ và xịn sò như này thôi. Và sau khi các bạn mở cái hộp giấy đấy ra thì các bạn sẽ được một cái hộp da như thế này. Đây là một cái hộp da mà có thể nói là rất là xịn. Các bạn nhìn thấy biểu tượng của chữ X của sơ dốt ở trên này luôn. Và cái phần da này nhá, các bạn hoàn toàn có thể, đây tôi sẽ để tiếng cho các bạn nghe này. À, ấn vào đây thì các bạn có một cái độ mềm nhất định à. Và khi mà các bạn mở ra thì nó sẽ như thế này. Các bạn dễ dàng nhìn thấy đúng không? Đó, một cái lớp có thể gọi là vải, hơi có một cái độ giống nhung nhung. Và chai nước hoa nó sẽ được nằm ở trong này. Đây, cụ thể nó sẽ nằm như thế này. Đó, trời ơi, phải nói thiết kế đỉnh vãi. Thì đương nhiên rồi, đắt mà, tiền nào của nấy thôi. Có thể nói là nếu mà nói nước hoa đến từ Ý thì sơ dốt là một trong những thương hiệu rất là chỉn chu về ngoại hình. Còn đây là chai nước hoa với một cái màu xanh, gọi là xanh ngọc, xanh nước biển ở những cái vùng biển sâu, hoặc là giống cái đèn đằng sau của tôi đó. Các bạn có thể nhìn thấy vào những cái biểu hiện, những cái biểu tượng rất đặc trưng sơ dốt Torino ở trên cái phần thân chai. Cái chữ sơ dốt cũng được in rất là khéo léo nhỏ ở trên cái phần này, các bạn cũng có thể nhìn thấy đấy. Và nhưng mà có một cái mà tôi không thích, đó chính là mặc dù đã hoàn thiện rất rất tốt về cái phần ngoại hình rồi, nhưng mà cái phần vòi xịt của sơ dốt thì cũng chỉ ở mức gọi là, với tôi chắc tầm 7 đến 8 điểm. Đến thời điểm hiện tại trải nghiệm những cái vòi xịt xịn sò, tôi nghĩ tới mỗi Xhilo thôi là xịn nhất. Sơ dốt thì cũng không tệ nhưng mà thôi cũng được, dù gì thì họ cũng đã đầu tư rất là xịn vào những cái phần thiết kế hộp này. Nên là riêng đánh giá về phần thiết kế thì đỉnh, đáng tiền. Bầy thôi rồi, lung linh ánh bạc, thêm mấy con nữa đằng sau, đẹp. Rồi, tiếp tới thì chúng ta sẽ đi đến phần mùi hương. Một cái mà các bạn rất 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 quan tâm đúng không? Vì ở trong này có nốt hương bạc hà. Các bạn có thể nhìn thấy bạc hà trong nước hoa. Mình tin là với những người mà quan tâm đến Torino, chắc chắn là các bạn cũng đã từng nghe qua You Are Someone Like You hay là Minty Man đúng không? Đều là những mùi bạc hà và ở mức thành giá thành khá rẻ để cho các bạn có thể gọi là mua để trải nghiệm. Nhưng phải nói rằng Torino 21 bạc hà ở đây, bạc hà của sơ dốt, là một thứ bạc hà cao cấp và xịn sò tự nhiên hơn rất nhiều. Tại sao mẹ nói thế? Thì khi mà các bạn xịt cái mùi hương này ra, các bạn nhận thấy một cái bao mùi bạc hà rất là rõ rệt, the, mát, xanh vừa phải nhá. Đấy là nó giống như kiểu cảm giác các bạn đi ra mà hàng rau, bạn sẽ là một người rất khó tính. Bạn lựa chọn những cái lá bạc hà nó căng mọng nhất, to nhất, tươi nhất, chứ không phải là để cho cô chủ hàng rau cô nhặt cho các bạn rồi chẳng may khi bạn ăn, các bạn ăn phải những cái lá bạc hà bé hay là héo, không hay là không còn độ xanh. Thì ở đây sẽ là một người đi chợ nhặt nhạnh chi tiết từng thứ, lựa lọc những thứ tốt nhất. Và rồi thì các bạn sẽ giã cái bạc hà đấy ra. Và khi các bạn giã, các bạn sẽ dùng cái phần tay. Nếu như bạn nào có hay uống rượu, đi uống những cái loại mojito ấy, thì những bartender sẽ có xu hướng là đập những cái bạc hà như này, chứ không phải là cái hơi hướng là giã bằng những cái chày. Tại vì khi mà giã ra nó sẽ có cảm giác đắng nhiều hơn nếu như các bạn dùng bạc hà để đập bằng tay. Thì đây cũng là một cái tip mà tôi học được của một bartender. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra, các bạn nhận thấy một bạc hà rất là dễ chịu. Nó như kiểu là một cái vườn bạc hà đang mọc trước mặt bạn ấy. Chứ bạn không cần phải đến để bạn vặt nó ra, bạn dí nó lên mũi để cảm nhận được cả cái nét đắng. Thì cái này, riêng cái bạc hà phần top note của này so với You Are Someone Like You, thì You Are Someone Like You nó sẽ giống kiểu bạn nghiền bạc hà ra. Còn đây thì khéo léo và tinh tế hơn. Và nếu như các bạn ngửi kỹ nữa ở cái phần top note này, các bạn nhìn thấy mùi chua của chanh khá là rõ rệt.
nó làm mình gợi nhớ tới ngay những cái ốc quế kem chanh đá bào ngày xưa bé ăn loại 500-1000 ở trước cổng trường, với những cái hũ dài ngoằng bằng sắt, xong rồi người ta sẽ dùng thay, người ta cào cào, người ta bôi lên cái phần ốc quế để cho mình mút mát, mặc dù toàn đá thôi nhưng mà cái mùi hương ở đây nó tạo ra một cảm giác lạnh the mát kết hợp cùng với cái vị chua của chanh. Phải nói rằng là mình cực kỳ thích cái top nốt của chai Torino 21. Dù là một người rất khó tính, đặc biệt là với những chai mà bị hỏi nhiều nữa, tôi luôn luôn cố gắng có thể gọi là khách quan để tìm cái để chê. Nhưng mà với thực sự với Torino 21 thì tôi rất ấn tượng ở phần top nốt. Chai nước hoa này hôm trước tôi cũng có đi ọp và tôi cũng có mang cho một vài người bạn trong hội nước hoa, và người ta cũng chưa thử Torino 21. Và khi mà người ta thử, người ta bảo là có lẽ anh phải mua chai nước hoa này dùng cho mùa hè để đi tập. Chỉ là khi mà nghe giá thành thì người ta cũng khá là đắn đo thôi. Còn nếu mà rẻ thì chắc chắn là Torino 21 cũng sẽ xuất hiện ở trong tủ của vài người anh của tôi khi mà đi tập gym hoặc là đi chơi thể thao nhẹ nhàng. Một trong những mùi mà phải nói là top nốt của nó cực kỳ ăn tiền. Vậy thì khi mà dry down của mùi hương này, các bạn sẽ nhận thấy cái đếch gì? Liệu nó có duy trì được không? Thì mình khẳng định với các bạn rằng dù dry down thì cái sự the mát của bạc hà trong này nó vẫn kéo dài, hoặc có thể là hiệu ứng của nó kéo dài mãi đến về sau. Em này thì khi mà dry down ở trên da ấy, thì các bạn nhận thấy cái nét chanh chua nó không còn quá là rõ rệt nữa, mà nó sẽ xuống một cái mùi bạc hà khô. Thực ra nếu như với những người nào mà đã ngửi qua những con như kiểu Atelier Cologne có con Oresangui, đó là mùi bột cam khi mà dry down, thì con này nó sẽ là mùi bột chanh mix cùng một chút the của bạc hà. Và cảm giác là mùi hương lúc nào nó đang để ở trong một cái âu đá vậy, rất là dễ chịu. Thì con này lúc sau dry down nó khô, nó có bột và cái bột chua rất là rõ rệt, nhưng nó vẫn giữ được cái nét lạnh mát và để cho các bạn có thể hoàn toàn không hề khó chịu dù là ở top nốt hay là khi dry down. Mùi hương nó thật là cũng không quá cầu kỳ đâu, tôi chỉ gọi là xịt kỹ và kiểu kiểm nghiệm kỹ, trải nghiệm kỹ ở cái phần top nốt thôi, còn về sau thì nó khá là bình thường nhưng mà nó cũng rất là dễ chịu. Và tôi nghĩ rằng là dù bạn có là người mới hay là bạn là một người chơi nước hoa lâu mà các bạn đang tìm một cho mình một cái mùi hương xịt mùa hè mà không quan tâm đến giá tiền, thì Torino 21 làm cực kỳ tốt điều đó. Phải nói như vậy, rất 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 tốt điều đó luôn, đặc biệt là với những bạn kiểu newbie cần một mùi bạc hà dành cho mùa hè bám cũng ổn, thì chắc chắn rồi, em nó phải là một lựa chọn must try nếu như các bạn không lăn tăn đến tiền. Các ông còn nhớ tôi vừa nói một câu, đó chính là hiệu năng tốt, cụ thể của nó là tốt như thế nào. Con này nó tỏa khá là tốt trên da tôi, đâu đó khoảng tầm 30 cho đến 45 phút. Tỏa rất tốt luôn, những người xung quanh ngồi cà phê cà pháo ở một khoảng cách kiểu vừa đủ, họ vẫn có thể ngửi thấy nếu mà tôi vừa mới xịt xong mà tôi đến nơi đấy luôn. Phải nói rằng là nó tỏa tầm hơn nửa cánh tay, một cái độ tỏa rất là ok, đặc biệt là mùi hương khá là tự nhiên nữa. Cái thứ hai đó chính là mùi hương này thì nó sẽ giảm dần độ tỏa về sau và trở thành một mùi skin scent, đâu đó khoảng tầm chắc là tầm chưa đến nửa cánh tay đâu. Và mùi hương này lưu trên da mình, không biết là da các bạn ra sao nhưng mà da mình cực kỳ tốt, nó hoàn toàn được khoảng tầm 6 đến 7 tiếng, và không đến mức là các bạn phải đưa tay lên hít hít, các bạn ngửi thấy các bạn chỉ cần để nhẹ nhẹ thôi, sẽ thỉnh thoảng khi mà các bạn vận động nó nhiều một xíu là các bạn có thể ngửi được mùi hương của nó. Và phải nói rằng là rất rất tốt cho một chai nước hoa mùa hè. Mình hiếm hoi, mặc dù đã thử qua khá nhiều mùi bạc hà rồi, nhưng mà để một cái mùi bạc hà mà ở trên cái mức là đánh giá ổn và nịnh mũi và có một cái hiệu năng tốt, thì đây là một trong những con hiếm hoi mà mình gặp được. Rất nhiều bạc hà đã thử qua, như là Dirty, như là bạc hà của Winter Queen, bạc hà của nhà Dietrich này, Minthe này, rồi những cái mùi bạc hà Minty Man, You Are Someone Like You, hay bạc hà của Pierre Goulum đều thử qua hết rồi. Thì đây là một trong những con bạc hà rất nịnh mũi, đặc biệt là còn dễ mua ở thị trường Việt Nam nữa. Vì thế thì từ phần mùi cho đến phần việc là hiệu năng rồi đến thiết kế đẹp, nó hoàn toàn xứng đáng với giá tiền, rất xứng đáng. Chỉ là nếu như bạn là một người quá khó tính, bạn kiểu bới lá tìm sâu, xong rồi bạn muốn nó biến chuyển phức tạp hơn thì không. Nhưng mà với tôi một mùa hè như này quá ổn. Tiếc là tôi quay xong lít nước hoa mùa hè phân khúc cao rồi, nhưng mà cho Neo và cũng là một lựa chọn hay. Còn nếu như bạn hỏi mùi hương này nó sẽ phù hợp với phong cách ăn mặc như nào, tôi nghĩ rằng là mọi độ tuổi 18, 20
cho đến thậm chí 40, kể cả 50, các bạn vẫn sẽ có thể rất dễ chịu, thoải mái khi mặc em nó. Và ăn mặc ra sao tôi nghĩ là cũng chả cần phải phong cách như thế nào cả. Mùa hè nắng nóng, oi bức, các bạn cứ xịt Torino 21 ra đường, chả phải suy nghĩ gì. Ổn, rất rất ổn, không vấn đề gì luôn. Có thể là con 22 này nó sẽ hơi kén bởi vì cái độ dày mùi và độ ngọt nó rõ rệt hơn, hay là kiểu runner xăng. Còn đối với tôi thì con này có thể gọi là một con rất đa dụng mùa hè của nhà Shizop. Đó. Ngon thật. Thôi xác nhận là ngon nhá, chỉ biết nói thế thôi. Đó. Còn không biết là các bạn muốn mình review thêm con nào, có muốn làm nốt con 22 hoặc con 23 hoặc là kiểu Alexandria 2 không, thì các bạn cứ feedback để mình có thể liên hệ với một vài bên tài trợ những cái chai Shizop này. Vì các bạn biết rồi, những cái chai này thì nói thật là khó bán. Khó bán cho những người xem video cơ bản. Và thứ hai là cũng phải bỏ tiền ra mua. Tôi bỏ như đâu đó 5 triệu mấy ra tôi mua chai nước hoa này. Và quên trả lời luôn cái câu hỏi nhá, đó là con này so với Neo và Mephisto đánh thích con nào hơn. Thì đối với anh ấy, em thuần về trẻ trung nhiều, 18 đôi mươi em sẽ thích Mephisto. Còn đối với anh là một người chơi nước hoa, anh cũng đánh giá của anh với Neo thì cá nhân anh vẫn thích Neo hơn. Anh chỉ thích Torino 21 ở phần top note thôi. Đấy là trên góc độ của anh. Còn đối với một người dùng cơ bản, các bạn dùng được nhiều dịp và các bạn độ tuổi tầm 23, 24, 25, một độ tuổi ở giữa, hoặc là tùy nếu như bạn thích bạc hà, thì Torino 21 xứng đáng là một chai nước hoa rất đáng mua của nhà này. Đối với tôi vẫn chọn Neo, tôi vẫn nhỉnh với Neo hơn vì tôi thích cái nét đắng của Neo, chứ không thích một thứ nó quá là phần kiểu nịnh mũi an toàn về sau. Đấy là quan điểm của tôi, nhưng mà những cái gì mà tôi chia sẻ ở cái phần đầu thì chắc chắn nó sẽ là một cái rất là khách quan để cho các bạn có thể tham khảo. Và nếu như các bạn thấy video hay thì đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi nhận được nhiều video mới hơn. Sắp tới thì chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều mùi hay ho và thú vị xuất hiện ở trên kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.